place is great. And your friends love my stories. Yeah. So, what's next? Maybe you want to try the stick workout? You have two brooms? Ba, xin tiên là ai? Không biết, tại sao? Con answer điện thoại của ba when you were getting treats. You answer my private cellular phone. I know about the nhà. Nhà ba làm cái đồ... Cái này nè. Nhà ở của ba for sex. You know, như như vậy, giống như cái... Speak English. I know you bought a sex condo. What's a sex condo? A condo where you have sex. That could be any condo. Ba, what's going on? Ba đi đâu? I should be the one storming off.